Everybody makes mistakes. Yeah, 'cause no one can be perfect. It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did was wrong. But it's like, nhi ái có thể ngồi đây được không? Ờ, all we ever mời chị. Oh, and I em ơi, really cho chị ly nước cam. Dạ. Hôm nay chị đến công ty sớm vậy? Anh đừng gọi tôi bằng chị nữa. Bị gọi bằng chị tôi thấy mình già lắm. Với lại những người già thì thường họ không muốn bon chen nữa, mà muốn an phận thôi. Nhưng mà như ấy đã rơi vào tình trạng đó đâu. Dạ. À chị nè, quên, như ấy có kinh nghiệm làm việc với khách hàng, như ấy có thể truyền cho tôi một vài bí quyết được không? It hasn't always been like this. Remember when anh đang muốn kinh doanh thêm hay sao mà đọc cuốn này? You were always there for me. Tôi đang muốn bán đất, nhưng mà là đất phần mộ chứ không phải là đất cho người sống. Như ấy có quen những mối quan hệ như vậy thì giúp anh. I don't even know why. You know I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming. Hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk. Để Nhi ái xét lại các mối quan hệ của mình xem, biết đâu sẽ giúp được An. Nhi ái để sổ trên công ty, lát nữa Nhi ái sẽ kiểm tra và báo cho An liền. À, vậy cảm ơn Nhi ái trước nha. Đâu có gì. Nhi ái uống nước. Cảm ơn, An cũng uống đi. You will see me walking out the door. Dạ, dạ thưa anh. Cái gì? Học viên đang đợi anh ở hội trường á. Học viên nào? Đưa cho họ. Rồi đọc cho nhau nghe ha. Ý, bữa nay anh dạy cả môn tử vi học hả? Lộn. Đây nè. Dạ anh. Mình muốn thông báo cho hai bạn biết một việc, là kể từ hôm nay chúng ta sẽ không ngồi làm việc tại văn phòng nữa, mà thay vào đó là chúng ta phải đi khắp nơi để rao bán hàng. Nè. Là như vậy. Hiện tại thì chúng ta chưa có đủ vốn để triển khai dự án, cho nên chúng ta phải mượn vốn của khách hàng. Vì vậy, việc đầu tiên bây giờ là phải tìm khách hàng. Sẽ vất vả lắm đây, nhưng mà phải ráng làm thôi. Phải chi công ty mình dư giả nguồn tài chính thì mình đỡ quá. Cũng tại vì vụ của chú Tường. Em đừng có suy nghĩ nhiều như vậy. Em đâu có làm ra mấy chuyện đó đâu. Thôi, bây giờ tập trung nghe nói tiếp nè. Bây giờ là lúc mọi người cần cái miệng dẻo như kẹo của em đó. Đừng làm tụi anh thất vọng nghe. An nói đúng đó em. Chuyện ai làm thì người đó chịu. Bây giờ em cứ sống và làm việc theo ý muốn của mình đi. Đừng vì người khác mà thay đổi. Xong tụ quá vậy. Cho tôi tham gia nhóm bán hàng chứ. Xin phép tôi phải về, có gì gọi điện cho tôi. Thôi em cũng về. Sẽ bố già em sao? Em về trước nha. Ngồi đi. Đúng là thiên hạ giống nhau. Phò kẻ thịnh, quay mặt với kẻ suy thế. Tao nghe Liên nói rồi, mà chỉ tạm thời rời vị trí đó 3 tháng thôi, sau đó đi làm lại.
Tao nghĩ là Bích Liên nói sao thì làm vậy mà. Sao mày cứ bênh vợ tao chầm chập vậy? Tính làm người hùng à? Mày nói cái gì vậy? Mày mà còn nói kiểu đó nữa, đừng có trách tao. Con mời bà uống nước. Ừ. Ba. Hử? Bộ ba cái ác cảm với anh An lắm hả? Không phải là ác cảm, mà nhìn thấy nó là ba tức điên lên rồi. Một thằng ngu khó đào tạo. Sao ba lúc nào cũng nói về anh An như vậy hả? Ba hỏi con, thằng An thì biết gì về kinh doanh mà muốn ham nhảy vào. Bày đặt làm giám đốc mà quay à? Vậy ba tưởng ai cũng được quý trọng như An sao? Ba gây thiệt hại cho công ty, không ai nói gì cả. Nhưng ba nghĩ là ba giỏi. Ba cái khái niệm quý trọng rồi thương yêu toàn là dớ dẫn. Ba cần là người phục tùng ba nè. Ai mà biết phục tùng ba là ba nhìn tới. Mà con cũng phải học thêm điều này. Mình ban phát cho người ta thì người ta phải phục tùng mình. Nhưng nếu con không phục tùng ba thì sao ta? Tại sao ba có thể điều khiển được mọi người, còn con thì không à? Cơ nghiệp này của ba cuối cùng cũng thuộc về con, chứ đâu thuộc về ai khác. Ba, ý của ba có nghĩa là toàn bộ cơ ngơi này con có thể sử dụng tùy ý đúng không ba? Ý con là sao? Con định làm gì với tài sản này? Nếu mà ba không quan tâm thì á, con sẽ lấy ít vốn của công ty mình đầu tư cổ phần vào công viên nghĩa trang với Nan. Tại vì chúng con cũng cần vốn mà. Bà cấm con, không được đem số tài sản này đi thành của bố thí, hiểu chưa? Đó là mồ hôi nướng bắt của bà hơn 30 năm nay. Bà cấm con. Hai cha con anh sao cứ gặp nhau là gây nhau hoài vậy? Tám. Dạ, ông Chích kêu con. Tao tin mày. Ừ. Tao hỏi, mày phải trả lời cho thật. Dạ. Mày có muốn làm con rể tao không? Dạ. Tao gả con Phượng cho mày, giao cả cơ ngơi này cho mày quản lý. Mày hãy tin điều đó. Anh hai, bữa nay anh hai không đi làm hay sao mà tới cửa tiệm ngồi thừ ra vậy? Mặt anh hai bí xị à? Anh hai đang gặp chuyện buồn hả? Đâu có gì đâu. Anh hai cứ nói dối hoài, mặt mũi như vậy mà nói không có gì. Anh hai nè, gương dở thì lại lạnh, yêu nhau lắm thì cắn nhau đau, có gì đâu mà phải buồn. Anh hai đừng có buồn sầu thảm như vậy nữa. Tôi có yêu ai đâu mà chú nói vậy? Thì anh hai cũng phải yêu ai đó chứ. Như là chị Ngọc Phượng nè, con nhà giàu mà lại đẹp gái nữa. Thôi chú ở lại nghe, tôi đi à. Gì kỳ vậy anh hai? Em vất vả đi mua cà phê về anh chú uống, anh đi đâu? Hay là anh giận em hả? Thôi thì coi như em chưa nói gì đi. Anh hai, chưa bỏ rượu bỏ trà gì hết mà kêu anh hai ngọt sớt à? Trước hay sau, sớm hay muộn gì chuyện gì cũng tới hết á. Em gọi trước vậy cho nó quen miệng. Anh hai. Chú lúc nào cũng nghĩ tới Hiếu Sang hả? Thì tại vì em yêu Hiếu Sang mà anh hai. Em yêu thiệt á. Chứ ai nói chú yêu giả hồi nào đâu.
Tông nè. Dạ. Chú không ngại Hiếu Sang bị bệnh tim sao? Đã yêu mà còn ngại gì nữa anh. Trong đôi mắt công sáng là tất cả. Anh đang suy nghĩ gì vậy? Vẫn chuyện nhỏ Phượng. Nó khiến anh đau đầu quá. Nhỏ Phượng đã chịu về nhà rồi, lại còn chịu đi làm nữa, sao anh lại phải đau đầu? Nhưng tất cả việc nó làm không phải là nó nghe theo anh, mà nó nghe thằng An. Con nhỏ tôn thờ thằng đó kiểu gì mà kỳ lắm. Nó định dùng toàn bộ tài sản của anh để góp vốn xây dựng nghĩa trang. Em thấy có tức cười không? Người như An dễ khiến đàn bà siêu lòng và khó quên lắm. Anh hãy tìm mọi cách tách con nhỏ ra khỏi An, càng sớm càng tốt. Nếu không, hậu quả sẽ rất khó lường. Em nghĩ sao về tám trưởng? Sao anh lại hỏi vậy? Định chọn tám trưởng làm phò mã hả? Anh thấy con nhỏ cũng quý mến thằng đó, mà tụi nó lấy nhau cũng tốt chứ sao? Em nghĩ là không dễ dàng đâu. Liệu con nhỏ có chấp nhận hay không? Anh định ép buộc nó chắc? Nếu cần, nó sẽ phải phục tùng anh. Anh không muốn bản thân mình bị con gái coi thường, không coi trọng. Hoặc là nó còn cha, nếu như nó nghe lời anh. Hoặc ngược lại. Cấm con, không được đem số tài sản này đi. Thành của bố thí, hiểu chưa? Anh An hả? Chỉ có anh là quan tâm tới em thôi. Uống với em ly đi. Uống đi. Mình nè, việc mình định gả nhỏ Phượng cho Tám là thiệt hay giỡn vậy mình? Tôi đang còn tính thêm, để coi thái độ thằng Tám ra sao đã. Xem ra thì chẳng thấy đứa nào xứng hơn nó. Nó là người trung thành tuyệt đối. Tôi chỉ tin tưởng một mình nó thôi.
Nhưng liệu con Phượng nó có chịu không? Mình đừng có ép nó quá rồi nó lại bỏ đi như lần trước thì sao? Tôi đã có cách trị, cô khỏi lo. Mình à, em đã tới gặp bác sĩ rồi. Họ tư vấn rằng vợ chồng mình vẫn có thể sinh con nếu như chấp nhận làm thụ tinh nhân tạo. Hay mình làm vậy nghe mình. Nếu như sau này con Phượng có đi lấy chồng thì ở nhà mình cũng không buồn tẻ. Tới giờ cô mới thấy cần có con à? Nếu cô chịu làm việc đó cách đây 10 năm thì tôi không phải đau đầu vì chuyện con cái. Anh lui ra, ai khiến anh đỡ tôi vậy? Anh chơi bời với nó ở công ty như vậy chưa chán hay sao mà còn rủ rê nó đi nhậu nhẹt như vậy hả? Bố già nhiều chuyện quá, ai thèm rủ con đi. Bố đừng nghĩ con là có giá, con chỉ có giá với bố thôi. Con gái con đứa suốt ngày chỉ biết say xỉn. Tám, dạ. Đưa nó vô phòng. Bỏ ra. Còn anh, lần sau đừng có gặp nó nữa. Tôi không muốn thấy anh quanh quẩn bên nó. Anh Tám, đưa Phượng vô giùm tôi. Anh An, anh đừng có đi. Phượng vô nhà đi. Dạ, đi cô chủ. Em không muốn anh về đâu. Anh đừng có về, anh ở lại đây với em đi. Em không muốn xa anh phút nào hết. Mình đi cô chủ. Ở lại đi Phượng à. Em vô nhà đi, khuya rồi, anh về đây. Ở lại đi cô chủ. Đi, đi. Anh An, anh An ơi. Đi cô chủ. Cô chủ, cô có sao không? Tôi đã nói với anh, đừng có đụng vào người tôi mà. Tôi đã nói là tôi muốn đi chơi với anh An. Sao anh đưa tôi vô đây? Anh coi tôi là con nít hả? Anh nhớ là anh chỉ là người làm thuê cho ba tôi thôi. Anh phải biết nghe lời tôi, hiểu chưa? Tôi đánh anh chết, anh không được cãi lời tôi, hiểu chưa? Anh chết đi. Ok. Tôi đánh anh chết. Vì chuyện ba không chấp nhận con đầu tư tiền bạc với thằng An mà con trở nên như vậy à? Càng ngày ba càng thấy con đặt hết tình cảm vào thằng đó. Ba muốn nói lời cuối cùng cho con biết, không khi nào ba chấp nhận thằng đó. Con lấy ai làm chồng đó là quyền của con, con không cần ba can thiệp vào. Con nói trước, con không thích ai can thiệp vào cuộc đời của con. Ba đừng có ép con. Phước, Phước, đã là con gái ba thì phải nghe theo ba. Ba có thể chiều con, đáp ứng mọi yêu cầu của con, nhưng riêng chuyện thằng An á thì không đời nào. Ba đã nhắm thằng Tám làm chồng con, nó biết nghe lời và trung thành. Con á có một người chồng tốt như nó thì ba mới yên tâm, chứ không phải cái thằng đạo đức giả như thằng An. Đến con gái của mình mà ba còn coi như một món hàng. Con gái của ba không có giá trị gì đâu. Ba đâu phải kiếm chồng cho con, chỉ kiếm người giữ tài sản cho ba thôi. Buông con ra.
Ba giữ tài sản đó cũng là để cho con. Con biết rõ điều đó. Con không có quyền làm nó hao hụt, mà nhiệm vụ con là phải làm nó một ngày một phát triển hơn. Mà thằng Tám có thể giúp con việc đó. Con không muốn có người cha như ba. Con ghét ba. Ba đi đi. Con không muốn nhìn thấy ba. Ba đi đi. Em sao vậy? Trước đây Bảo sẽ sắp xếp hết mọi chuyện để mình tới hẳn với nhau. Giờ thì sao? Lão Tường đang muốn anh lấy con nhỏ Phượng. Sướng quá trời rồi. Làm gì mà phải đăm chiêu suy nghĩ gì nữa. Dẹp ngay cái kiểu cách nói chuyện đó đi. Tôi cũng đâu có hàm hố về cái chuyện đó. Tôi đang nghĩ tại sao lão Tường lại có quyết định kỳ cục đến như vậy. Việc đó có phải là nằm trong dự tính của lão Tường lâu nay, hay chỉ nhất thời tức giận mà lão muốn nói ra? Thì lão cưng anh, muốn chọn anh làm rể để quản lý tài sản giúp lão. Được là người duy nhất lão tin tưởng. Sướng quá trời rồi. Không dám đâu cưng ơi. Nếu việc này là do lão tức giận do con gái cưng của lão mà buộc miệng nói ra thì cũng không đáng ngại. Nhưng nếu nó nằm trong sự tính toán của lão thì e là sắp gặp tai họa rồi đó em à. Em không hiểu. Con nhỏ Phượng, cho dù nó chết, nó cũng không lấy thằng Tám này làm chồng đâu. Chuyện đó thì tôi chắc chắn. Lão già bắt ép thì cô chủ nhỏ sẽ nghĩ đến chuyện làm liều. Khi đó tôi không thể không đứng ra dàn xếp. Lỡ dàn xếp không được, con nhỏ lăn ra chết, còn mạng tôi có giữ được hay không? Thiệt tình anh cũng mong được làm con rể lão chứ gì. Cơ may lớn quá mà. Vợ thì vừa trẻ vừa đẹp nè. Bỗng dưng vớ được mớ tài sản rõ bự. Đổi đời trong chớp mắt. Cô nói cái gì? Để làm việc đó tôi sẽ giết cô trước. Em cũng sẽ giết cô nhỏ Phượng nếu như anh quyết định lấy nó. Em được suy nghĩ bậy bạ như vậy được hay không? Tôi hàm gì khi tôi trở thành vật thế thân của ông chủ? Mà cũng vui vẻ gì khi gọi em là chị ghẻ chứ. Nhưng làm sao anh có thể quyết định thay lão nếu như đó là điều mà lão muốn?
Cuộc đời thằng tám trưởng này không phụ thuộc vào quyết định của ông chủ. Ơn thì phải trả, nhưng không vì vậy mà bán cả linh hồn của mình. Vậy bây giờ anh tính sao đây? Em nè, em có yêu tôi không? Tôi hỏi thiệt đó. Em nghĩ sao khi tôi nói tôi yêu em thiệt lòng? Yêu thì sao, mà không yêu thì sao? Nếu em yêu tôi thiệt, mình sẽ cùng nhau bỏ trốn. Ông chủ sẽ không buông tha cho tôi khi biết tôi yêu em mà bỏ rơi con gái của lão. Còn nếu không yêu thì tôi sẽ giết em và làm con rể của lão. Tôi chỉ chọn cho mình bằng con đường đó thôi. Cảm ơn. Em uống đi. Chắc là anh An giận ba em lắm đúng không? Giận gì đâu. Anh chỉ có cảm giác là chú Tường luôn xem thường anh. Anh cũng không biết là tại sao nữa. Chắc có lẽ là do anh khiến ba em cảm thấy không tin tưởng. Của già anh là vậy đó, luôn muốn người khác phải tuân theo ý của mình. Là người mà ông không thể chạm tới được, bởi vì anh là một người không bao giờ biết khuất phục trước một ai hết. Anh đâu tới mức như vậy. Anh An, cho em xin lỗi vụ tối qua nha. Thật ra em gọi anh tới không phải để anh chở em về đâu. Dạo này em thường xuyên uống rượu say xỉn như vậy không tốt đâu, ráng bỏ đi em. Cũng là thói quen thôi mà, cũng khó bỏ lắm anh ơi. Em hỏi thiệt nha, em là một cô gái có nhiều tật xấu, vậy anh có thích em không? Em là một cô gái có cá tính, ngang tàng. Có điều là em nên biết giữ mình đậm tính hơn trong mọi chuyện thì sẽ hay hơn. Em hiểu rồi. Anh An biết là tối qua bố già em tuyên bố điều gì không? Ông ấy muốn em làm vợ của thằng cha tám trưởng đó. Ông ấy đâu có coi em là con gái của ông ấy đâu. Chỉ muốn biến em trở thành một người canh giữ tài sản của ông ấy mà thôi. Chú Tường nóng giận nói vậy thôi. Để vài hôm nữa ba em nguôi giận rồi em nói chuyện với ba đi. Cha con cần phải nói chuyện nhiều với nhau thì mới hiểu nhau. Anh nói vậy đúng không? Em ước gì má của em còn sống. Chắc bây giờ cuộc sống của em đã không trở nên buồn tẻ như vậy đâu. Thôi, mình về đi anh nha. Anh Tám thiệt là có phước, cho nên chú Tường mới chọn anh Tám làm rể. Bây giờ anh Tám có thể ăn ngon ngủ yên rồi. Bao nhiêu công sức anh Tám thờ phụng chú Tường bây giờ được đền đáp.
Chỉ mong sao anh Tám đừng quên thằng Tỏ, thằng em dại khờ này. Mời anh. Mày đừng có nói chuyện cái kiểu cách đó. Tao biết mày thích cô chủ nhỏ, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Với lại tao đến gặp mày không phải nói chỉ chuyện đó, mày hiểu chưa? Anh Tám, Tỏ hiểu mà. Ly này Tỏ xin chúc mừng anh đổi đời. Mời anh. Tao uống với mày ly này không phải để chúc mừng cho tao, mà là vì tình bằng hữu của hai chúng ta. Dạ, mời anh. Tao với mày chơi với nhau cũng lâu lắm rồi. Có phúc thì cùng hưởng, có quả thì cùng chia. Tao bây giờ chỉ muốn nói với mày một điều này thôi. Làm cái gì cũng phải có cái đầu. Đừng chỉ biết dùng bạo lực. Mày cũng nên tìm cái việc gì làm cho lương thiện đi. Anh Tám sợ thằng Tỏ này buồn chán vì không lấy được cô chủ nhỏ mà căn dặn trước phải không? Anh yên tâm đi, thằng Tỏ này không ngu ngốc đến độ mà không hiểu thời thế. Mày tưởng tao với cô chủ nhỏ dễ dàng lấy nhau như vậy sao? Anh Tám nói vậy là sao? Ông chủ Tường đã quyết thì liệu cô chủ nhỏ có dám cưỡng lời hay không? Anh Tám bữa nay kỳ quá. Bộ anh sắp trở thành người quan trọng, anh thay đổi tâm tính hả? Tao có điều này muốn nói với mày. Đừng bao giờ tin vào những điều mà mày nhìn thấy. Nếu mày không tỉnh táo để đủ nhận xét thực tế xung quanh của mày thì mày sẽ chết vì nó đó. Em ơi, cho ly cà phê. Tao xin lỗi vì đã gọi mày ra đây, nhưng tao có chuyện muốn hỏi mày. Nói đúng hơn là tao nhờ mày giúp. Tao nghe đi. Em ơi anh. Cảm ơn em. Chuyện là vậy. Sáng nay Ngọc Phượng nói cho tao biết chú Tường đang ép Ngọc Phượng phải lấy 8 triệu. Phượng nó nói như vậy với mày hả? Phượng nó nói thiệt hay giỡn gì đó? Tao không biết chú Tường nghĩ gì, nhưng nếu chuyện đó xảy ra thì tao nghĩ không tốt cho tương lai của Ngọc Phượng một chút nào hết. Sơn nè, mày có muốn quan hệ thân tình với chú Tường? Mày không cần phải đâu. Thật ra tao với lão Tường chỉ là quan hệ làm ăn thôi, chẳng có quan hệ họ hàng tình cảm gì cả. Hợp thì làm việc cho nhau, không hợp thì thôi. Bye bye, đường ngay nấy đi. Tao có quan hệ thân thiết gì đâu. Nhưng chắc mày cũng không lạ gì 8 triệu. Anh ta là thủ hạ đắc lực của chú Tường. Tao nghe nói là 8 triệu là dân đòi nợ thuê chuyên nghiệp. Đúng vậy, thằng đó rất được lão Tường ngô bế. Giống như mày nói, trước đây có thể nó làm những việc đó, nhưng bây giờ nó giải nghệ quản lương rồi thì sao? Tao hiểu ý của mày,
muốn nhờ tao chuyện gì rồi? Mày muốn nhờ tao can thiệp với lão Tường để lão không ép nhỏ Phượng lấy thằng Tam, đúng không? Tao nghĩ mày nói chú Tường sẽ nghe. Mà tao thấy mày cũng quý mến Ngọc Phượng mà, đúng không? An à, mày sao vậy? Mày đừng nói với tao là mày cũng muốn lấy nhỏ Ngọc Phượng nữa nghe. Không vì những gì mày đang nghĩ đâu. Tao chỉ muốn Ngọc Phượng không phải rơi vào hoàn cảnh trớ trêu bị ép gả bán như vậy. An à, lão Tường lão ghét mày cũng vì điều đó. Mày quá tốt, tốt đến mức việc gì mày cũng can thiệp vào. Và cũng chính vì đó nhỏ Phượng nó mới tôn thờ mày. Nó bỏ nhà ra đi. Mày có đủ tất cả, chỉ thiếu mỗi tiền. Giá mà lão Thường lão bớt ghét mày thì có lẽ giờ này mày và nhỏ Ngọc Phượng sẽ thành hôn với nhau rồi. Tao thì bất ngờ vì ý nghĩ đó của mày đó Sơn à. Tuy nhiên tao cảm ơn mày đã lo cho tương lai của tao. Nhưng điều tao cần không phải là tiền. Tao có thể không có nhiều tiền, nhưng tao luôn được sống theo những gì mình muốn. An, nhiều lúc tao không thể hiểu nổi mày. Hiện tại mày và tao đã có những quan điểm sống khác nhau. Bây giờ tao chỉ nhờ mày giúp chuyện của Phượng thôi. Mày có giúp tao không? Đó không phải là chuyện tao quan tâm trong lúc này. Có lẽ Ngọc Phượng đã lấy thằng Tám cũng tốt thôi. Bởi tính cách con nhỏ đó thì chỉ có thằng Tám mới trị được. Mày nên nhớ, lão Tường không bao giờ nhìn lầm người đâu. Lão ta làm cái gì cũng có mục đích, chẳng có gì là cảm tính cả. Vụ này mày cho tao không tham gia đóng góp biết gì. Tôi không quan tâm đến việc người ta nghĩ mình như thế nào. Sao cậu lại quan tâm hả? Những gì tôi quan tâm là tương lai và hạnh phúc của Ngọc Phượng. Tôi không có quyền phán xét anh Tám. Nhưng theo những gì mà tôi được biết thì anh Tám và Ngọc Phượng không hề có tình cảm yêu thương thật lòng với nhau. Tôi e là Ngọc Phượng sẽ vì chuyện này mà có thể bộc phát những hành động không hay. Anh sống với cha con họ nhiều năm nay, chắc anh hiểu tính tình của Ngọc Phượng nhiều hơn tôi mà. Cậu đã điều tra gì tôi rồi đó? Vậy cậu có biết rằng tôi cũng đã biết hết mọi chuyện của cậu không? Thảo Uyên, người yêu của cậu, cũng từng là người bị tù quản lý. Cho nên chính vì vậy, cậu đừng có cho mình cái quyền là tự can thiệp vào chuyện của người khác. Chắc anh Tám hiểu sai ý của tôi rồi. Tôi không hề có ý tranh giành Ngọc Phượng với anh. Tôi chỉ muốn nói với anh rằng nếu thật sự không có tình cảm với nhau thì không nên miễn cưỡng tìm tới hôn nhân làm gì. Anh Tám là người mà chú Tường tin cậy. Tôi nghĩ chú ấy sẽ coi trọng lời nói của anh. Nếu tôi từ chối yêu cầu của cậu thì sao? Tôi tin là anh Tám sẽ có cảm giác rất khó chịu khi bị người khác áp đặt cuộc sống của mình. Tuy nhiên, anh có quyền lựa chọn. Alo. Alo. Chị ba hả? Chú Tám hả? Có chút chuyện này.
chị đã gom đủ số tiền để trả cho ông chưa? Tôi đang gom nhưng mà chưa có đủ. Sao đợt này ông Chính thu tiền sớm vậy chú Tám? Chú nói giúp giùm tôi vài bữa nữa đi rồi tôi đưa đủ cho. Thông cảm cho tôi đi mà. Không sao đâu chị, có bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Tại vì ông chủ bây giờ cũng đang kẹt, mà cũng phải lo chủ FP lớn nữa. Vậy mai nha chú. Dạ, ok chị, sáng mai 10 giờ. Dạ dạ, chào chị. Dạ, chào anh Sáu. Anh Sáu đã gom đủ tiền chưa? Có rồi hả anh? Ok, anh Sáu đúng là người giữ đúng chữ tín. Rồi, sáng mai gặp nhà anh Sáu ha. Chào anh Sáu. Ông Tường à, tôi làm như vậy ông cũng đừng có trách tôi. Thì cứ coi như là công ông phải trả cho tôi sau bao nhiêu năm tôi hầu hạ cho ông. Chào anh Bảy. Sáng mai mình gặp nhau đúng 8 giờ nha anh Bảy. Nhớ sáng mai nghe chưa? Ok, chào anh.